Kính thưa quý vị đồng tu, chúng ta tiếp tục tham khiếu trên phần kinh Viên Giác. Sanh tâm ưa thích cõi không đại, đạt được sự của Niết Bàn. Đạt được sự Niết Bàn, như vậy thì chúng ta thấy ha, chúng ta đã tránh được sự vọng, sự say tịnh, sự thanh tịnh, lại động được các nguồn gốc của liễu sanh. Nguồn gốc liễu sanh chính là quá trình mà chúng ta biết được thân tâm có được thanh tịnh hay không. Hay nói cách khác, quý vị hành giả sẽ thấy thanh tịnh thân tâm, cảm giác được có sự cảm ứng thiên và linh ứng. Điều này là quý vị đã không say tình. Say tình đó chính là say tình của thế gian, mà thế gian giải là quá trình đưa đến sự khổ đau của luân hồi. Như vậy, các thân tâm nếu được thanh tịnh thì vô cùng tốt đẹp. Đây là điều kiện thuận lợi cho quý vị có thể chứng đắc về giác ngộ. Liễu sanh cảnh trí hay là liễu viên cảnh trí đều hiện diện của một thân, và trong đó thân sanh và thân liễu đều được như nhau. Quá trình thanh tịnh này dẫn đến là sự biết thấy tức giả, giả thật. Về quý vị sẽ là sự nhờ sáng tác, sự tác động không khởi sanh tâm ưa thích và ham muốn. Như vậy thì chúng ta thấy sự đức đoạn đã đạt được tới định đoạn. Vì là sự định đoạn, quý vị đã hiểu được nguyên lý, hiểu được sự chân thật, hiểu được pháp nhẫn vô sanh và hiểu được tính thường trụ tam bảo. Như vậy thì quý vị thấy ha, khi đạt được tâm trí của liễu duyên, quý vị đã đầy đủ được sự thường trụ của tam bảo, của tam bảo. Điều này có nghĩa là tách rời các điều kiện cơ sở vật chất thân tâm. Điều đó có nghĩa là trên thân không còn quan trọng nữa. Có nghĩa quý vị có thể không còn vướng bận vì thân thì có thân đẹp thân xấu, mà người đẹp vì lúa tốt vì thân. Muốn đẹp thì quý vị có thể trang bị sim y áo quần là cũng có thể đẹp, nhưng đẹp ở đây là đẹp từ thân tâm. Khi thân tâm trở nên đẹp, quý vị cũng cảm thấy mọi vạn vật đều xinh đẹp. Tại vì Nguyễn Du cũng có một câu ha, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Khi quý vị vui và thanh tịnh, lòng quý vị vui vẻ thì mọi vật sẽ trở nên vui theo. Đây là một sự tích cực trong cách nhìn nhận của nhân sinh quan. Như vậy từ ngã vọng mà chuyển sang đó cũng là sự chứng đắc là ngộ thế là thế gian giải của sự chứng đắc.
của sự thiện tâm. Đó là quá trình mà các thế gian giải, là quá trình mà quý vị phải nhận ra, phải hiểu được và phải giác ngộ được. Ở đây quý vị hành giả, những nhà tu hành chân chính, những bậc chân tu chân chính, thì đây là điều kiện tiên quyết là sự đắc đạo. Đã bao lâu quý vị không tìm ra sự đắc đạo cho mình, đây cũng là cơ hội, là quá trình của quý vị để rèn luyện cho mình trở nên ngộ đạo, ngộ đạo và ngộ nhận. Sau khi được lĩnh ngộ rồi, duyên thông cảnh trí được giác ngộ, điều này sẽ giúp cho quý vị trở nên tinh tấn hơn, trở nên yêu thích hơn. Yêu thích này là tôi nói ý yêu thích của sự chứng đạo của mình, không phải là yêu thích cảnh vật. Quý vị đừng nhầm lẫn. Như vậy thì chúng ta thấy nè, sự chứng đắc ngộ nó có nhiều cung bậc, nhiều cảm xúc. Khi quý vị liễu ngộ rồi, quý vị cảm thấy được đây là mới điều quý vị cần nhất, cần làm việc gì quan trọng, cần làm việc gì không quan trọng. Khi quý vị đã chứng đắc, quý vị cảm thấy chúng ta còn phải làm gì. Nên chính vì vậy, liễu ngộ có hai bước. Một là không liễu ngộ, hai là liễu ngộ. Trong liễu ngộ sẽ có ngộ nhận và tự ngộ. Ngộ nhận chính là quý vị hiểu ra, tự ngộ là quý vị chính bản thân mình hiểu ra. Và hiểu ra ở chỗ là quý vị nhờ người khác tự hiểu ra. Điều đó có nghĩa là khi quý vị ở trên kênh của tôi, quý vị hiểu ra. Như vậy thì gọi là hiểu ra. Còn tự hiểu ra là quý vị tự ngộ. Mà tự ngộ thông thường trên thế gian này, loài người chúng ta rất là hiếm, chỉ phần lớn là số ít mới tự mình hiểu ra. Hầu như tất cả mọi người đều chỉ dẫn để hiểu. Nên vì vậy mới có câu là nếu không có thầy tổ dẫn dắt thì không thể nào có sự ngộ được, giác ngộ được. Đó là cái gì nên biết chỗ này. Nên vì vậy mà trên thân mỗi người đồng đạo đều có tứ trọng ân là thế. Chúng ta phải có tứ trọng ân. Đó là bốn ơn lớn của mỗi người, của mỗi hành giả, của những vị chân tu, của những nhà tu hành khổ hạnh. Nếu quý vị không hiểu ra các nguyên lý thì chúng ta không thể nào biết được. Chúng ta mãi mãi chìm trong sự không hiểu của mình. Mà để hiểu được, chúng ta cũng còn phải có sự nỗ lực và lắng nghe mới có thể tự khai ngộ chính thân tâm của quý vị.